đầu cầu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh với bệnh nhân nam 75 tuổi, hậu phẫu viêm phúc mạc do áp xe gan vỡ. Và chúng tôi xin chuyển cái ca của Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên trước. Thì thầy Trần Bảo Long sau đây là thầy có bận một ca mổ cấp cứu. Mời Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Đây em thầy xin thay mặt Bệnh viện Đa khoa tỉnh trình bày cá lâm sàng. Bệnh nhân nam 75 tuổi, địa chỉ Đức Lạc, Đức Thọ, tỉnh. Em vào viện 20 giờ ngày 9 tháng 3 năm 2021, ngày làm bệnh án 17 giờ ngày 11 tháng 3. Bệnh chuyên môn lý do vào viện: đau bụng hạ sườn phải cùng chướng bụng. Bệnh sử: bệnh nhân xuất hiện đau bụng hạ sườn phải trước khi vào viện 4 ngày, kèm theo sốt cao rét run, cơn đau tăng lên. Gia đình đưa đến bệnh viện huyện điều trị, không được chuyển bệnh viện Đa khoa tỉnh khám và nhập viện khoa ngoại tiêu hóa. Tiền sử sỏi mật cách 3 năm chưa điều trị gì, không có tiền sử dị ứng thuốc thức ăn, không có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường. Khám qua viện, bệnh nhân tỉnh mạch 110 lần phút, huyết áp 150 lần 90, nhiệt độ 37, nhịp thở 20 lần phút, cân nặng 51 kg, ung phù không xuất huyết dưới da, da niêm mạc không kết mạc mặt vàng, bùng trướng vừa phản ứng thành bùng trướng tỉnh, cảm ứng phúc mạc nghi ngờ, gan lách không to, gan lách không sơ thấy, túi mật căng to, gan trướng tỉnh, tim nhịp đều rõ, phổi ít rắn ở hai bên. Chẩn đoán lúc vào viện viêm mạc tiền áp xe gan, tắc mật do sỏi ống mật chủ, túi mật căng to. Chỉ định mổ cứu lúc 10 giờ 15 ngày 10 tháng 3. Lập đồ phẫu thuật mở bụng đường trắng rửa trên rốn, ở bụng có dịch mù trắng. Lúc tập trung ở rành đáy trang phải dưới gan, xung quanh túi mật có nhiều giả mạc, túi mật căng to, có nhiều chấm đen sầm thanh dày. Gan hạ vân thùy 6 có chỗ vỡ 1,5 cm, có dịch mù chảy ra. Ống mật chủ giãn to, bên trong có sỏi 2 x 3 cm. Các đang khác bình thường. Chẩn đoán trong mổ viêm mạc do áp xe gan vỡ, viêm túi mật tắc mật do sỏi mật chủ, nên bệnh nhân viêm phổi tăng huyết áp. Xử lý lấy dịch mù nuôi cấy vi khuẩn Lam hàng sinh đô, các túi mật mở mật chủ lấy sỏi dẫn lưu ké, bơm rửa hụt dịch mù, ổ áp xe gan phải đặt dẫn lưu ổ áp xe, lau rửa bụng đặt không muốn dẫn lưu ké ổ áp xe dưới gan đu gà lá, đóng bụng 2 lớp khâu da thừa. Sau mổ bệnh nhân được chuyển khoa hồi sức tích cực, thở máy trong 2 ngày. Thì khám hiện tại bệnh nhân tỉnh, da niêm mạc không kết mặt mặt vàng nhẹ, không phù không xuất huyết dưới da, tuyến giáp không to, hạch ngoài biến không sơ thấy, mạch 110 lần phút, nhiệt độ 37 độ C, huyết áp 140/90, nhịp thở 22 lần phút, cân nặng 51 kg, chiều cao 163 cm, đi mà là 19,1. Tim mạch mỏm tim quang liên xuyên 4-5 đường giữa đòn trái tim đều rõ, không nghe tiếng thổi bất thường hô hấp. Bệnh nhân thở oxy qua ngành mũi 2 lít phút, phổi ít rắn nằm hai bên, FPO2 96%. Hiện tại bệnh nhân đã chuyển về khoa ngoài và không còn phải thở oxy. Tiêu hóa bùng trưởng vừa, vết mổ ít dịch thấm băng, dần lưu ké ra 600 ml dịch mật trên ngay, dần lưu dưới gan ra ít dịch đục, tuần hoàn băng hệ tỉnh trung tiền âm tính. Hiện tại thì bệnh nhân bùng mềm, vết mổ cố và đã trung tiền cho ăn uống, thần tiết nào nước tiểu vàng trong số vàng số lượng 1.600 ml trên ngay. Các cơ quan khác chưa phát hiện bệnh lý, các xét nghiệm huyết học rồi loạn đông máu và sinh hóa thì chẩn đoán hình ảnh chúng em đã gửi đến bác. Còn chẩn đoán hậu phẫu viêm phúc mạc do áp xe gan vỡ, viêm túi mật tắc mật do sỏi ống mật chủ ngày thứ hai, viêm phổi điều trị nimedin 0,5 g nhân 4 lon ngay truyền tĩnh mạch mỗi 6 giờ, quinox 400 mg nhân 2 lon ngay truyền tĩnh mạch mỗi 12 giờ, sindazone 500 mg nhân 2 lon ngay truyền tĩnh mạch mỗi 12 giờ, giảm đau dinh dưỡng tĩnh mạch. Hiện tại thì bệnh nhân đã được cho ăn bình thường, esogat 40 mg nhân 1 lon ngay. Chúng em xin hỏi là chẩn đoán và điều trị hợp lý chưa? Nguyên nhân gây đau gặp sẽ gan và hướng điều trị tiếp theo. Vâng, xin cảm ơn Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Mời thầy Cương, chúng ta có cả CT lẫn siêu âm trước khi phẫu thuật ạ. CT bụng. Bên kỹ thuật cho hình ảnh CT lên trước đâu ạ? Kính thưa thầy Thành, kính thưa thầy Long và kính thưa các bác sĩ ở cái đầu cầu. Đây là một bệnh nhân mà rất là nặng và hiện nay chúng ta đang ngồi đây với nhau thì bệnh nhân này đã mổ dẫn lưu ke rồi. Thì với cái phim chụp trước mổ, hình như là có cả siêu âm. Bệnh nhân này vào viện trong tình trạng là nhiễm trùng, có viêm phúc mạc và có cái dấu hiệu của tắc mật rất là rõ. Thì với cái phim với cái thăm khám ban đầu của các bạn là siêu âm thì đã phát hiện ra được là có sỏi ống mật chủ. Tuy nhiên là
siêu âm, nhưng mà công cụ trong tay mình có cắt lớp, thì với một cái chỉ định chụp cắt lớp là trước khi mổ cũng là hết sức là tốt. Và với cái hình ảnh chụp CT nó mang lại nhiều các cái thông tin hơn là siêu âm. Ví dụ như đây là một cái đường mật trong gan thì giãn và có dịch tự do ở bụng, thì đồng thời là có một cái đám tỷ trọng không đều nằm ở vùng hạ phân thủy 6, kèm theo là có một cái tình trạng thâm nhiễm mỡ dọc theo cái bờ dưới của gan phải tương với cả hạ phân thủy 6, nó tăng cái tỷ trọng tự nhiên của cái lớp mỡ. Sau khi tiêm thuốc cản quang thì cái vùng tổn thương của hạ phân thủy 6 thì không đồng nhất, không rõ rõ ràng, và đồng thời là vẫn là cái tình trạng thâm nhiễm mỡ kèm theo là cái túi mật rất là giãn. Với cái những cái thông tin về lâm sàng, về xét nghiệm và về hình ảnh thì nó rất là điển hình của một cái viêm phúc mạc mật, vì là có dịch tự do trong ở bụng, và đồng thời là cái khối mà không đồng nhất về tỷ trọng ở đây thì là cái gì, cái chẩn đoán hàng đầu thì nó là các cái áp xe đường mật. Ở đây đây tôi xin đính chính lại một chút về chẩn đoán CT của các bạn. Đây là cái chẩn đoán là áp xe đường mật. Áp xe đường mật này nó phân biệt với áp xe gan, hai cái nó khác nhau. Áp xe đường mật về bản chất là do cái tình trạng dịch mật nó ứ trệ lại, và sau đó là nó thành nhiều, nó nhiễm trùng. Nó nhiễm trùng thì mỗi một cái đường ống mà chứa mật thì là một cái ổ nhiễm trùng, và rất là nhiều các cái micro áp xe, nó gọi là micro áp xe, nó tập trung lại thành đám ở hạ phân thủy 6 ở vùng này, và có thể nó thấm cái dịch mật ra ngoài và nó nhiễm trùng đường mật, hoặc là vì tăng áp lực mà nó rách một cái nhánh đường mật nào đó, nó chảy mủ vào trong cái bụng, thì giống như là các bạn đã mổ, các bác sĩ đã mổ và thấy là có giả mạc và có mủ trong cái bụng. Đấy, thì trong cái trường hợp này chúng ta về chẩn đoán thì đầu tiên chúng ta phải trả lời được câu hỏi là thứ nhất là đường mật có giãn hay không, thứ hai là sỏi thì nằm ở đâu, sỏi ở ống mật chủ hay là chỉ sỏi trong gan đơn thuần hay là sỏi cả hai. Thì trong trường hợp này thì có sỏi ống mật chủ mà trong gan thì không hề có sỏi, như vậy là một cái cung cấp thông tin cho các bác sĩ phẫu thuật rất là lớn. Ngoài ra thì túi mật căng có thâm nhiễm dịch ở trong ở bụng và có một cái vùng mà chúng ta chẩn đoán là áp xe đường mật ở hạ phân thủy 6. Như vậy thì với cái phim chụp cắt lớp và cắt lớp trước tiêm và sau tiêm như này thì cung cấp các cái thông tin để cho các bác sĩ phẫu thuật viên điều trị thì rất là tốt, và tôi cũng xin đồng ý với cả các cái kết quả mà các bác sĩ ở viện tỉnh Tĩnh đọc, có chỉ có một chút chỉnh sửa một chút về cái chẩn đoán trước mổ mà thôi. Vâng, xin nhường lời lại cho thầy Long. Vâng, cảm ơn thầy Cương và giáo sư Long. Vâng, kính thưa các thầy và quý vị đồng nghiệp, trước khi trả lời câu hỏi thì tôi xin hỏi một chút ạ. Bệnh nhân này khi mổ ra thì nói là gan là hạ phân thủy 6, có chỗ vỡ 1,5 cm, có chảy mủ, dịch mủ chảy ra và có bơm rửa ổ áp xe. Thì tôi muốn hỏi câu đầu tiên là ổ áp xe thăm dò trong mổ không, và trong ổ nó có gì, có sỏi, có mật không? Thứ hai đó là hôm nay là ngày 16 mà chúng ta mổ ngày 10, vậy trong từ ngày 10 đến nay thì dẫn lưu ổ bụng ra những cái gì và dẫn lưu ổ áp xe ra những cái gì ạ? Dạ em báo cáo thầy là trường hợp này khi mở ra thì hạ phân thủy 6 có một chỗ vỡ khoảng 1,5 cm và có cái dịch mủ màu trắng xanh nhạt. Thì bọn em cũng đã lấy làm cấy mủ và cấy nuôi cấy vi khuẩn. Còn bên trong cái ổ áp xe thì không sơ thấy sỏi, và cả cái tổ chức nó cũng mềm, và bọn em là bơm rửa cũng không ra nhiều dịch mủ lắm. Nhưng mà cái phần tổ chức áp xe thì dạng rất nhiều vạch khóa, nên cũng rất là khó để mà làm sạch cái ổ áp xe. Thì hiện tại thì bệnh nhân cái dần lưu ở dưới gan còn ra dịch vàng nhạt, còn dần lưu ké thì ra dịch bình thường khoảng 600 ml một ngày.
Hỏi bởi vì là trong cái phần CT và siêu âm thì đều kích thước của cái ổ ranh giới không rõ là kích thước 9,2 với 77mm, 9,7 với 78 tức là khá to, gần 10cm đấy ạ. Thế mà trong ổ mình bơm rửa tức là cái ổ khá to, tức là anh đã thò tay vào trong cái ổ đấy được đúng không ạ? Có, em có bỏ thò tay vào kiểm tra cái ổ sẽ. Vâng, thế thì tôi xin trả lời mấy câu hỏi thế này. Bệnh nhân nam 75 tuổi vào viện với bệnh cảnh tắc mật cấp đúng không ạ? Có vàng da, có túi mật to đường kính hơn 4cm chiều ngang, tức là tắc mật rất là rõ. Và có tổn thương, có giả mạc, tức là cái chẩn đoán của chúng ta phù hợp. Trước mổ thì chúng ta có thể nói là chẩn đoán là viêm phúc mạc mật. Và sau mổ thì chẩn đoán viêm phúc mạc mật do áp xe gan vỡ cộng với viêm túi mật hoại tử. Nhưng hoại tử là tổn thương về đại thể thông với ổ bụng thì chúng ta chẩn đoán viêm phúc mạc mật mà. Thế còn nguyên nhân chẩn đoán tắc mật do sỏi ống mật chủ và túi mật căng to nó là triệu chứng không phải là chẩn đoán. Thứ hai là tắc mật do sỏi ống mật chủ là một trong biến chứng cấp tính của sỏi mật. Với mình nên viêm phúc mạc mật đã là đủ rồi. Là biến chứng tiếp theo của tắc mật cấp không được điều trị thì là gì ạ? Thấm mật phúc mạc là viêm phúc mạc mật, là sốc nhiễm khuẩn đường mật. Thành thử chúng ta chỉ cần chẩn đoán viêm phúc mạc mật do áp xe gan mật vỡ là đủ rồi. Thứ hai là cách xử trí, tôi hoàn toàn đồng ý. Và đây là một bệnh 75 tuổi mà các anh đã xử trí đây khá tốt. Tuy nhiên ở đây chúng ta thấy là nếu hoại tử túi mật, cắt túi mật, có sỏi ống mật chủ, mở ống mật chủ lấy sỏi dẫn lưu ke thì là với hoàn toàn là bình thường. Nhưng với nếu nó là áp xe đường mật nó vỡ thật thì thông thường ấy nó hai hình thái, một là áp xe còn thông với đường mật. Thế thì rất là may nó sẽ không dò mật. Hình thái thứ hai là cái ổ áp xe nó bị biệt lập với đường mật, nó bị chít hẹp, nó bị sỏi nó kẹt ở đấy mà chúng ta không phát hiện được. Vân trên vẫn tiết mật và nó sẽ gây hiện tượng dò mật. Nếu có hiện tượng dò mật thì điều trị trong trường hợp này sẽ rất vất vả. Thế thì trong trường hợp này bệnh nhân đã 6 ngày nay mà dẫn lưu chỉ ra ít dịch hơi vàng thôi thì cũng có thể, bởi vì khi bệnh nhân tắc mật dịch xuất tiết hơi vàng một tí thì là may mắn, nhưng nếu như là nó dò mật thì điều trị cái này sẽ còn phức tạp và lâu dài. Thế còn cơ bản cho đến thời điểm này nguyên nhân áp xe viêm phúc mạc mật vỡ mà chúng ta đã loại trừ được rồi, hiện tại thì không có biểu hiện phúc mạc sau mổ, thì tôi nghĩ đây là một điều trị về vật phẫu thuật cũng khá thành công. Xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Long. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh cũng đã xử lý một ca cũng bệnh nhân khá nặng và cũng đã thành công, đến ngày hôm nay cũng đã ăn uống được đúng không? Chắc là cũng không cần đến sự hội chẩn giúp đỡ của thầy giám sư Hải ở bên hồi sức cấp cứu nữa. Và bệnh viện tỉnh còn có câu hỏi gì không ạ? Các thầy cô có ý kiến không ạ? Vâng, mời thầy Hải. Dạ thưa thầy, sáng nay bọn em có chụp lại một cái phim CT có tiêm thuốc ạ. Và xin thầy phân tích cái phim sau mổ xem có vấn đề gì nữa không? Rồi trong lúc chờ bên kỹ thuật chờ cái chuyển hình ảnh lên thì thầy Hải còn ý kiến đấy. Bác sĩ Hải với bác sĩ trong Hà Tĩnh cho tôi hỏi là cái dịch áp xe nó là ra cái gì đấy ạ? Để anh em còn học được vì thấy trong đấy điều trị tốt quá. Thầy Hải. Ra cái mủ âm tính và cái là cái máu âm tính á. À, như vậy là trong trường hợp này là các bác sĩ đang điều trị như là một cái áp xe vi khuẩn đúng không ạ? Áp xe vi khuẩn đó. Thế giờ có một số trường hợp mà chắc là tí nữa cô Chi có thể có chia sẻ kinh nghiệm là cái áp xe amip mà nó lại bội nhiễm vi khuẩn nhỉ? Thì trong cái và nhân thầy Long đây nữa thì em cũng xin hỏi là cái trong đây có thể mô tả cái mùi của khi mà cái áp xe nhỉ? Thì nó có phản ánh gì với tính chất là vi khuẩn hay amip khi là liên quan đến cái mùi không ạ? Vâng, tôi xin chia sẻ một chút về áp xe gan. Để chúng ta biết là cái nguyên nhân áp xe gan hàng đầu chúng ta hay gặp là áp xe gan do amip. Thế thì đặc trưng của áp xe gan do amip nó là tổn thương thường là một ổ thường ở bên phải. Và khởi đầu của nó là cái tam chứng phong tăng, không phải tam chứng sắc cô như sỏi mật. Và đặc trưng của cái mủ khi hút ra điển hình là màu sô cô la. Và một số hiếm trường hợp thì nó màu trắng như sữa, thậm chí nó màu đen. Thế thì cái áp xe này là áp xe vô khuẩn, không có màu, nó không có mùi. Và cấy thì không có vi khuẩn và nó đáp ứng rất tốt với nhóm 5 nitroimidazone. Thế nhưng mà với bệnh nhân này thì nó có sỏi mật kèm theo thì không ai loại trừ được là bệnh nhân áp xe amip vỡ trên bệnh nhân bị sỏi mật. Nhưng vấn đề khả năng đấy là mà về mặt logic nó rất hiếm, bởi vì rõ ràng chúng ta thấy bệnh nhân này có tắc mật cấp, bilirubin máu cao, ống mật chủ giãn to, túi mật căng to và có hoại tử, tức là có tắc mật cấp nó gây cả hoại tử túi mật cơ mà. Chỉ có điều đúng như thầy Hải, cái câu hỏi của thầy Hải rất là thông minh, tôi xin lỗi là tôi lại nhận xét như thế, câu hỏi thầy rất hay.
Bởi vì chúng ta thấy là có 4 ngày thôi. Bệnh nhân này đau 4 ngày vào viện mà. Mà đã xuất hiện một óp xe to đến 10 cm, nó vỡ ra thì quả thực là nó có gì đấy nó không ổn. Hoặc là chúng ta khai thác không tốt, bệnh nhân không đủ tỉnh táo để trình bày. Hoặc là gì? Có thể hai bệnh kèm theo hay không. Nhưng mà với kinh nghiệm của chúng tôi rất nhiều năm làm về gan mật ý, thì rất hiếm cái áp xe gan nào do amip mà nó vỡ dưới một tuần. Thường 7 đến 14 ngày nó mới vỡ, ngay cả những áp xe bị mở mặt nông. Thế thành thử dù là cái gì chăng nữa, bây giờ cái điều quan trọng nhất, bởi vì nếu là áp xe do gan do vi khuẩn thì các thầy điều trị bằng viết diệt gram âm và diệt kỵ khí. Ở đây tôi theo kỵ khí là cái imidazone, nó diệt cả đơn bào rồi thì tôi nghĩ là đủ rồi. Nhưng nếu nó là amip thì thực sự là thế cũng là đủ. Nhưng để khẳng định chắc chắn, có lẽ là nếu có điều kiện mình làm thêm cái phản ứng laser đối với amip tavamava histolytica, nếu mà nó dương tính thì mình sẽ khẳng định nó là có cái áp xe gan amip kèm theo nó vỡ. Còn nếu không thì mình yên tâm loại trừ đây là áp xe gan đường mật. Và vấn đề đặt ra là tránh nguy cơ giò mật tiếp tục trong cái thời gian điều trị này. Vâng, xin hết ạ. Vâng, thế kinh nghiệm thầy gặp bao nhiêu ca mà vừa sỏi mật lại có áp xe amip rồi? Và có thầy là đây ca đầu tiên ạ. Và tỷ lệ mà áp xe gan mà có vàng da thì theo Ivan là từ 3 đến 7%. Vâng. Áp xe gan amip mà có vàng da. Vâng. Vâng, rất hiếm gặp như vậy. Và thầy Hương, thầy Cương có ý kiến hay không về trên cái chẩn đoán hình ảnh, thầy có phân biệt được giữa cái áp xe gan đường mật amip đây không? Vì áp xe gan đường mật thường nó như thầy nói micro áp xe đúng không? Ngày xưa sau mổ chúng chụp lên có khi giống hình chùm nho ấy, đúng không? Vâng. Ở đây chúng ta có cái phim chụp CT sau mổ của bệnh nhân ở ngày thứ 6. Thì theo như các bác sĩ ở Hà Tĩnh có mô tả thì cái diễn biến hậu phẫu rất là tốt. Dịch dẫn lưu thì da hơi đỏ. Dịch dẫn lưu ke thì da 600ml dịch mật một ngày như vậy. Về lâm sàng rất là tốt. Và cái phim chụp bụng bệnh nhân hiện tại thì cái đường mật nó hầu như nó không còn giãn nữa. Còn cái tim... cái sỏi trong ống mật chủ thì đã được lấy rồi và đã được dẫn lưu ke. Như vậy thì về cái tình trạng tắc mật thì đã được giải quyết. Tuy nhiên là hiện tại thì ở gan phải nó vẫn còn một cái ổ dịch, ổ áp xe. Và cái ổ áp xe này thì đã được chứng minh là áp xe gan do amip rồi đúng không ạ? Chưa đúng không? Vâng. Thì em cũng đồng ý với cả giáo sư Long là nếu mà bệnh cảnh của vàng da tắc mật và sỏi mật chủ có biến chứng mà lại kèm theo một cái áp xe amip nữa thì hầu như là không thể nghĩ đến được. Cộng với cả cái hình ảnh mà của cái bệnh nhân này thì nó là một cái tương đối điển hình của các rất là nhiều các cái ổ áp xe nằm cạnh nhau, giống như là gọi là cái micro áp xe của cái đường mật thì nó tương đối điển hình. Về hình ảnh có thể phân biệt được giữa cái áp xe đường mật và áp xe do amip hoặc là do ký sinh trùng. Đấy là áp xe mà do áp xe do amip hoặc do vi khuẩn nó tạo thành một cái khối. Cái khối này người ta mô tả là có vỏ dày và ngấm thuốc mạnh. Ở lõi của nó là một cái ổ dịch đơn thuần thôi. Một ổ dịch. Và dịch này khi mà chọc ra nó sẽ có màu và có mùi đặc trưng của cái amip, nó phân biệt với cả vi khuẩn. Như vậy thì tóm lại áp xe amip hoặc là áp xe do vi khuẩn nó tạo thành một khối tròn có vỏ. Tuy nhiên là đối chiếu với cả cái bệnh nhân này chúng ta nhìn thấy rất là nhiều các cái ổ dịch khác nhau. Zoom to lên một chút thì thấy rõ hơn, rất là nhiều các cái ổ dịch nằm cạnh nhau và bên cạnh nó dường như vẫn còn cái vần nhu mô gan lành nó xen kẽ vào những ổ dịch đấy. Như vậy thì nó phù hợp với cả cái tình trạng là cái micro áp xe trong cái áp xe đường mật. Nó phù hợp nhất với cả cái bệnh cảnh lâm sàng như này. Cái này có chăng nếu phân biệt thì phân biệt với áp xe gan do sán. Do sán thì có thể phân biệt được, nhưng mà đối với cả bệnh cảnh lâm sàng này thì hầu như không xảy ra. Sán thì nó cũng rất là nhiều các cái ổ nhỏ nằm cạnh nhau, nó thành áp xe. Tuy nhiên là kích thước của cái ổ đấy nó cũng to hơn là cái micro áp xe trong cái áp xe đường mật như thế này, và số lượng các cái ổ dịch đấy nó cũng không có nhiều. Như vậy thì về hình ảnh hiện tại sau mổ của cái bệnh nhân này thì vẫn còn đó một cái ổ áp xe ở hạ phân thứ 6 mà cần phải tiếp tục theo dõi sát. Bên cạnh đó có một cái ổ dịch này sau mổ cũng cần phải theo dõi sát. Nó có thể là bội nhiễm trùng thì nó sẽ thành ổ mủ và bệnh nhân lại sốt lại đùng đùng lên, hoặc là một cái ổ dịch khác nằm ở cạnh cái đường mật, ở cạnh cái bờ dưới của gan phải cũng còn đó.
tại vì hai cái ổ dịch này nằm xa cái dẫn lưu và tương đối khu trú, cho nên là chúng ta phải hết sức cảnh giác theo dõi cái ổ dịch này, có thể cần phải chọc hút dưới siêu âm hoặc là cần phải theo dõi sát để xem là nó tiêu đi hay là nó lại thành bội nhiễm, thành nhiễm trùng. Thì đây là cái hình ảnh hậu phẫu. Ngoài ra thì trong ổ bụng thì rất là thường khô sạch và không có tình trạng thâm nhiễm viêm nhiều ở trong ổ bụng. Thì tóm lại là hậu phẫu về lâm sàng và về hình ảnh như thế này thì cũng là rất là tốt đối với một cái bệnh nhân mà phải xử lý cấp cứu. Vâng, em xin hết ạ. Vâng, cảm ơn thầy Cường. Xin mời ý kiến từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh ạ. Bệnh viện tỉnh còn ý kiến gì không ạ? Còn có câu hỏi gì khác không ạ? Dạ không, em xin cảm ơn quý thầy cô. Vâng, xin cảm ơn Hà Tĩnh và cho xin được chuyển lại đầu cầu của